Hello, how are you? Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại Hana. Các bạn biết không, trong tiếng Anh có rất nhiều từ mà chúng ta cũng có thể gọi là từ bất quy tắc bởi nó không có cách đọc giống như những từ thông thường khác. Ví dụ như chúng ta nhìn vào từ smile, đó là cười. Thế khi chúng ta nhìn sang một từ có đánh vần là T-I-L-E, tức là tile, tức là viên gạch để lát nền nhà á, viên đá, viên gạch để lát nền nhà, đúng không? Chúng ta vẫn còn gọi là gạch hoa, đúng không nào? Đấy là tile. Đó, thì đấy là âm âm i này cộng với l hoặc là cộng với một phụ âm nào đó cộng với lại âm e. Đó, mặt chữ E thì chúng ta sẽ đọc là I, đúng nào, âm đó chúng ta sẽ đọc là I. Đó, hay là từ kite, cánh diều chẳng hạn. Đó, thì chúng ta nhìn những từ tương tự như thế thì chúng ta sẽ đọc là I, đúng không? Tuy nhiên thì có rất nhiều từ trong tiếng Anh nó lại không có cách phát âm giống với bất cứ từ nào cả. Đó. Và trong tiếng Anh thì có một số âm mà nó bị câm. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những từ mà có âm câm. Ok. Rồi, những từ này là những từ mà chúng ta phải keep in mind, tức là chúng ta phải nhớ, luôn luôn nhớ. Từ của chúng ta như sau. Thông thường là chúng ta sẽ không bao giờ đọc và bỏ phụ âm của từ, đúng không? Nhưng một số trường hợp đặc biệt thì phụ âm lại câm. Ví dụ như were mà đi với lại r thì âm w sẽ bị câm, giống như trong từ wrong hay từ right, ridden. Còn âm k mà đi với âm n thì k bị câm, đúng không? Và ví dụ như trong từ knife, con dao, hay night và no. Ok. Hay M mà đi với B, tức là em mà đi với P, B thì âm B cũng bị câm. Ví dụ như trong từ climb, chúng ta bỏ âm B đi, không đọc b, đúng không? Climb và thumb, thumb hay comb, comb, comb my hair, comb. Rồi, có một số từ khác mà chúng ta cần phải chú ý. Đó. Ví dụ như từ hour, tiếng. Mặc dù là chúng ta có chữ h nhưng chúng ta sẽ không đọc h ở đây, đúng không? Chúng ta sẽ đọc là hour, hour. Hay một số từ hay từ khác như là honest, honest, h bị câm. Rồi, tiếp theo đó là laugh, laugh. Chúng ta có thể kết thúc bằng gh nhưng chúng ta biến cái đuôi gh thành và laugh. Hay cough, cough. Plow, plow. Trong trường hợp này thì đuôi gh lại bị câm, đúng không nào? Đó, như vậy chúng ta thấy là cùng là ough nhưng ở trên cough thì có f nhưng ở dưới thì nó lại câm. Và ở dưới thì nó lại là từ plow, plow, đúng không nào? Đó, như vậy chúng ta thấy tiếng Anh có những từ rất kỳ và nó không tuân theo bất cứ một quy tắc nào cả. Và nhiệm vụ của chúng ta đó là những cái từ đó thì chúng ta phải theo từ điển thôi, đúng không nào? Chúng ta không thể giải thích được. Tiếp theo đó là debt, debt. Âm B ở đây, B ở đây cũng bị câm. Do đó chúng ta sẽ chỉ cần đọc là debt, debt. Island, island. Hana cũng đã giải thích cho các bạn rồi đúng không? Island không đọc Iceland nha. Island. Receipt, receipt. Mặc dù chúng ta thấy là có P ở đây nhưng P bị câm đúng nào? Receipt. Tiếp theo, chắc các bạn biết là nguyên lý Pareto đúng không? Nguyên lý 80-20. 80 tạo ra 20, còn 20 lại tạo ra 80. Đúng không nào? Và chúng ta sẽ đọc cái này đó là Pareto, Pareto. Tiếp theo là machine, machine.
máy móc. Mặc dù ở đây chúng ta thấy mặt chữ của chúng ta là ch nhưng chúng ta lại được phiên âm là sh, machine. Cũng như thế mặt chữ vẫn là ch nhưng sang từ chemistry, chemistry. Thì từ chemistry nó lại là âm k, đúng không? Chemistry. Và tương tự như thế sang từ chaos, chaos nó cũng là k. Mechanic cũng là k. Mechanic, mechanic. Một số bạn đọc là mechanic, đúng không? Mechanic nghe như tay cái gì? Titanic. Sugar, sugar. Và sure, chúng ta thấy âm S mà đi với U thì cũng có thể được đọc là sh, sugar, sure. Tiếp theo là chew và true. Các bạn có thể thấy hàng dưới Hana đang cố gắng phân biệt cho các bạn giữa âm CH và âm TR. Hai cái này khác nhau, nó cũng giống như là trâu của tiếng Việt, đúng không nào? Chew, true, chain, train, chip, trip, trip, chip, trip. Ok, bây giờ Hana sẽ đọc lại nha, đọc lại tất cả những từ này cho các bạn. Nào, từ đầu tiên, phần đầu tiên, wrong, right, read it, knife, night, no, climb, thumb, comb, hour, honest, laugh, cough, plow, debt, island, receipt, Pareto, machine, chemistry, chaos, mechanic, sugar, sure, two, true, chain, train, chip, trip. Ok, và đó là những từ mà các bạn cần phải nhớ nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Bây giờ Anna muốn các bạn sẽ xem một video. Ok, video này là một video rất hài. Tuy nhiên Anna sẽ hướng dẫn các bạn một số từ để các bạn nghe video các bạn có thể hiểu hơn. Đây là một video trong một bộ phim I Love Lucy, là một bộ phim rất xưa rồi. Chúng ta cũng dùng bộ phim này để học tiếng Anh. Bộ phim I Love Lucy kể về một câu chuyện của một chàng người Tây Ban Nha, Spanish, và cưới một cô vợ người Mỹ. I Love Lucy, cưới một cô vợ người Mỹ. Và cô vợ này thì trước kia khi mà yêu anh chàng này, và bây giờ sau khi mà cưới anh ta thì cô ấy trong giai đoạn này là cô chuẩn bị sinh rồi, chuẩn bị sinh nở rồi. Thì anh chàng nước Ý này, anh ta nói với lại một cái giọng rất là nhẹ, tức là giọng Tây Ban Nha. Đấy, anh chàng người Tây Ban Nha này nói với lại một cái giọng rất là nhẹ, tức là giọng tiếng Anh của anh ta nói rất nhẹ, tức là slight accent đó. Thế nên khi mà cô ấy nói là ngày xưa khi mà anh tỏ tình với em còn chẳng biết là lúc anh tỏ tình với em á, em còn chẳng biết là anh đang tỏ tình hay là anh đang muốn kết hôn với em, hay là anh đang cầu hôn với em, hay là anh đang rủ em đi xem phim nữa. Đấy, tại sao lại thế? Tại vì cái giọng quá nhẹ của anh, cái giọng quá nhẹ của anh nói sang tiếng Anh làm em không nghe rõ cái gì cả, lúc ấy cứ bừa đi thôi, đúng không? Và sau đó thì đến khi mà cô này, cô ấy nói với lại anh ta rằng Rika, đó, anh hãy hứa với em một điều rằng anh sẽ không được nói chuyện với con của chúng ta cho đến khi mà con của chúng ta khoảng 19-20 tuổi. Đó,
Bởi vì em không muốn con của chúng ta bị ảnh hưởng cái giọng điệu của anh. Em muốn con của chúng ta nói thứ tiếng Anh mà là phải thứ tiếng Anh hoàn hảo, hoàn chỉnh cơ. Nó rất là buồn cười đúng không? Và sau đó thì cô ấy yêu cầu ông chồng của mình cầm cuốn sách giống như ngày xưa mà bố mẹ chúng ta vẫn kể chuyện cổ tích, cầm sách đọc chuyện cổ tích trước khi đi ngủ á, trước khi du ngủ, để du ngủ chúng ta đó. Và anh ấy cầm một cái cuốn sách để đọc một câu chuyện, và trong câu chuyện đó có rất là nhiều từ mặt chữ giống nhau nhưng anh ta lại không biết cách đọc, và anh ta đọc đọc bừa đi, và thậm chí là anh ta lại cũng đọc giống nhau nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 5 cái từ mà có Chúa ở trong đoạn video chúng ta sắp xem. Từ đầu tiên đó là bow, chỉ thêm s thôi, anh đọc thành butchers. Ok, bow, bow. Từ tiếp theo chúng ta thấy vẫn là đuôi O-U-G-H đúng không nào? Tuy nhiên chúng ta lại đọc thành rough. Như vậy chuyển từ âm ao sang âm a. Bow, rough. Từ tiếp theo là through. Đấy, vẫn là O-U-G-H đúng không? Nhưng lại chuyển thành âm U mất rồi. Through. Và tiếp theo đó là cough. 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 Lại thành âm O mất rồi. Chúng ta thấy các đuôi giống nhau đúng không? Và enough. Enough. Đấy, hàng này thiếu rồi. Enough thì cái này anh ta lại đọc thành inu đúng không nào? Rồi, đó là bài học của chúng ta ngày hôm nay, và nhớ đừng có đọc sai tất cả những từ mà vừa giờ Hana mới chỉ cho bạn nhé. Rất nhiều bạn đọc đó là knowledge đó, hay là know đúng không nào? Biết, chúng ta lại đọc là know là sai rồi, know thôi đúng không? Âm ca đến trước âm n là âm ca phải cầm, đúng không nào? Ok, so that's all for today. Đó là bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bạn trong bài học tiếp theo.